Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 161, đề bài như sau: phòng tránh các bệnh về mắt như thế nào? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 2 la mã Bệnh về mắt, sách giáo khoa trang 160, kết hợp với những hiểu biết của bản thân để đưa ra câu trả lời. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Một số cách để phòng tránh các bệnh về mắt như: thứ nhất là giữ mắt luôn sạch sẽ và tránh dùng chung khăn chậu, đồ dùng cá nhân với người bệnh để hạn chế sự xâm nhập của virus vi khuẩn. Thứ hai, không tung bụi bẩn, tránh tiếp xúc với bụi, chất độc, không tắm ở nơi có nước bẩn, ao tù, nước đọng. Thứ ba, khi bị ngứa mắt, không dụi tay bẩn vào, phải rửa mắt bằng nước ấm có pha muối loãng và thuốc nhỏ mắt. Thứ tư, dùng thức ăn có nhiều vitamin A để tránh bệnh khô giác mạc, bệnh quáng gà. Thứ năm, khi có bệnh thì phải khám và điều trị đúng cách, giữ vệ sinh mắt, vân vân. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 161.